guys, it's me, I'm Thanh from Alma English. Nice to meet you. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thanh đến từ Alma English. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Thanh có một món quà vô cùng đặc biệt muốn dành tặng riêng cho những người mất gốc tiếng Anh. Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản vì việc học tiếng Anh nhiều năm nhưng mà vẫn không thể nghe nó được? Bạn không có môi trường giao tiếp, bạn không có đủ vốn từ vựng để có thể giao tiếp với người bản ngữ, bạn không có một phương pháp học cụ thể và rõ ràng, hay đơn giản là bạn không biết bắt đầu từ đâu? Vâng, tin vui cho các bạn đây, hôm nay Thanh có một bộ tài liệu vô cùng hữu ích muốn dành tặng cho các bạn, giúp các bạn có thể phá vỡ rào cản tiếng Anh dành riêng cho những người mất gốc để bạn có thể tự tin giao tiếp trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là bộ tài liệu siêu hot Chiến thuật 21 ngày ăn ngủ cùng tiếng Anh theo phương pháp học Crazy English. Sau 21 ngày, bạn sẽ có một sự đột phá về khả năng phát âm cũng như là ngữ điệu của mình. Bạn sẽ có được 365 mẫu câu giao tiếp thông dụng hàng ngày mà khi hỏi đến bạn có thể buột miệng nói được ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Bạn được học với một phương pháp hoàn toàn mới, học tập qua trải nghiệm tại mọi lúc, mọi nơi. Và hơn nữa, đó là một cái tiền đề để giúp bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi tiếng Anh và tiếp tục với niềm đam mê học tiếng Anh của mình. I can do it, you can do it. Thanh có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Chỉ cần các bạn làm theo đúng những hướng dẫn được ghi trong bộ chiến thuật 21 ngày ăn ngủ cùng tiếng Anh cùng Thanh thì các bạn sẽ có được những điều Thanh vừa nói trên đây. Còn chần chừ gì nữa, nếu bạn mong muốn nhận được bộ tài liệu hữu ích này thì hãy nhanh tay click vào đường link ở bên dưới và điền đầy đủ thông tin để Thanh có thể gửi tài liệu cho các bạn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.